ba đứa mình chụp hả? Không, bây giờ chụp tóc, TikTok, bây giờ quay TikTok. Ai quay TikTok? Chúng tôi quay TikTok. Ông quay TikTok, quay nó, quay hát bài nó để cho mọi người nghe trước, cho mọi người nghe trước. Đâu? Bài gì anh cũng biết. Bài tiếng Thái. Tiếng Thái mình biết luôn. Ok, quay đi khỏi. Ừ, đúng rồi đó. Sai lần quay lại. Đúng rồi, không cần quay lại đâu. Chỉ cần vui thôi. 3 2 1. Ừ, vậy em làm áp thêm vô cho nó nhanh rồi. Dài vậy? Nó phải không, nó phải nhanh. Từ từ, em tiếp cái nào. Mang, từ kết quả đó không? Anh phải áp, đẩy áp lên nó mới vui. Em chỉ anh cho là giờ nè. Em cũng công nghệ nè. Quay bài hát, quay bài gì? Quá vậy thiệt, anh cứ để tụi trẻ tụi em làm. Ừ đúng. À cái đó, cái này ở ngoài quay cho mình đi. Ừ, nằm cầm cái đó. Quay cái mặt trước. Ừ, không quay mặt, quay mặt sau, sau lại đi, nó sẽ canh dễ hơn. Nhưng mà sao nó đang chạy kìa? Nó không có chạy đâu. Đây là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và hiện tại ID TikTok của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là vô lấy gì mở không? Trời, cái tên TikTok anh là gì? Kim Tử Long. Kim Tử Long có cái sổ hay có gì không? Kim Tử Long TikTok. Rồi chưa, rồi chưa? Rồi ok, mở nhạc, nhạc lớn lên mới nghe được nha. Có nghe không? Nghe 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 được á. Rồi mở hết cỡ đi. Trời ơi, sắp điện thoại gì ghê vậy? Rồi vô nha. 1, 2, mình đang ở trong quán bar chứ. Quá gì chứ? Đó. Đi luôn. Rồi luôn được rồi đó. Em xin tấm hình chung ba người. Tấm hình chung ba người. Mà chưa bao giờ ta thấy mày quay vậy luôn á. Trời ơi, quay cao lắm luôn, view cao lắm. View cao bình luận nhiều. Đâu, đâu, chết rồi, giờ làm sao giờ là. Sao mày dám lấy cái này trong cái cắm bạn. Bây giờ mình lấy cái cửa. Nó lan tiền hả thôi. Nó copy, nó copy đi nhiều lắm rồi. Trời ơi, táo bạo dễ sợ. Em nghĩ là người ta copy ra nhiều lắm rồi. Không, anh xóa rồi nè. Bây giờ anh đòi xóa đi, cái xe nhiều lắm rồi. Rồi. Anh sẽ quay cái bài đó. Mà quay 4 người luôn đi, nó kêu nó cao hơn sẽ đẹp đi luôn. Phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau ngày 2 tháng 6 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.